Chào tất cả mọi người đến với Đá Quý Thịnh Vượng. Vâng, hôm nay mình giới thiệu cả nhà một lô di nạc nha mọi người. Di nạc. Di nạc này thì size nữ hoặc là size cho em nhỏ nha mọi người. Size nữ hoặc size cho em nhỏ. Chất liệu đây là thạch anh xanh, aven. Đây là thạch anh mắt hổ nha mọi người. Thạch anh trắng. Đây là cẩm thạch nha mọi người, cẩm thạch huyết. Tập vàng. Đồ này rất chi là đẹp nha các bác nhé. Đây là thạch canh khói. Đá này là đá em đảm bảo cho các bác là đá tự nhiên 100%. Có thể đảm bảo kiểm định toàn quốc. Đây này em làm một lô. Bác nào mà muốn lấy xỉ thì cứ liên hệ với em sớm nhé. Bán xỉ bán đẻ em đều bán hết. Cái này là mặt dây chuyền nữ thì rất chi là vip, các bác về chỉ bọc vàng hoặc thêm tí bạc vào tí vàng mà ok. Cái này có thể đeo cho em nhiều hóa nhé, các đeo cho trẻ nhiều hóa. Cái này nhà em chạm rất là tỉ mỉ nhé, các bác thuê thợ chạm rất là sắc nét. Thạch anh trắng. Vâng, anh chị em nào mà có nhu cầu mà muốn sở hữu hoặc muốn giao lưu của lô thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại hoặc Zalo là 0922 314 333. Em thì bán xỉ bán lẻ cho tất cả mọi người như thôi nhé. Bán xỉ bán lẻ rất nhiều các loại đá phong thủy nha mọi người, cũng như là đá trang sức. Bác nào có nhu cầu mà giao lưu thì cứ alo cho em sớm. Giá cả thì phải chăm cho bác thôi, giá rất chi là mềm em bán. Vâng, anh chị em nào có nhu cầu giao lưu thì alo sớm cho em. Và liên hệ sớm thì còn muộn thì em lại không còn. Rất nhiều bác em đăng video này là mấy tháng sau mới xem được thì mới gọi thì không còn đâu nhé. Đá quý này đều là tùy duyên các bác, đâu phải là lúc nào cũng mua được đâu. Đá quý rất là khó tùy duyên, đôi khi là muốn không mua được, có tiền mà không mua được. Vâng, anh chị em nào có cùng sở thích đam mê về đồ đá cũng như là đá tranh đá